quý vị và các bạn, Hội chợ Thương mại Trung Quốc ASEAN CA Expo 2015 lần thứ 12 vừa được chính thức khai mạc tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là sự kiện giao thương có quy mô lớn được tổ chức hàng năm nhằm mục đích giới thiệu thế mạnh của Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. CA Expo 2015 quy tụ 2.207 doanh nghiệp với 4.600 gian hàng, trong đó có 1.296 gian hàng đến từ các nước thành viên ASEAN, tăng 2,9% so với kỳ triển lãm năm ngoái. Việt Nam cùng với Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar và Thái Lan tiếp tục là các quốc gia có những khu gian hàng đặc biệt, riêng biệt. Việt Nam tham dự CA Expo 2015 với hơn 100 doanh nghiệp đến từ 22 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, là đoàn doanh nghiệp lớn thứ hai tham dự sự kiện này chỉ sau nước chủ nhà là Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành một trong đối tác kinh tế hàng đầu quan trọng nhất của ASEAN, và ngược lại, ASEAN cũng là đối tác lớn thứ ba của Trung Quốc. Thành công của hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc có sự đóng góp rất lớn từ những sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy kết nối khu vực cho ASEAN-Trung Quốc đề xuất. Điều này đã và đang góp phần tạo nên môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp hai bên hợp tác kinh doanh, đầu tư và thương mại. Đối với triển lãm tại Nam Ninh ASEAN Trung Quốc, hội chợ ASEAN Trung Quốc lần này thì Việt Nam tham gia với quy mô là lớn nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi tổ chức cái việc là cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp và tìm hiểu cái nhu cầu của doanh nghiệp để sao cho kết nối được cái giao thương, và chúng tôi có liên hệ với cả ban thư ký, ban tổ chức của Trung Quốc để căn cứ vào những cái nhu cầu đó để mời các cái doanh nghiệp Trung Quốc đến giao thương. Năm nay các doanh nghiệp Việt Nam còn tham dự các chương trình giao thương, hội thảo, trong đó nổi bật là sự kiện hội nghị giao thương tổng hợp mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Ban Thư ký Hội chợ CA Expo và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Đã có gần 200 đại biểu là đại diện doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại hai nước tham gia. Theo thống kê báo cáo của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ, tổng giá trị giao dịch thương mại và ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư và kinh doanh tại hội chợ năm 2014 vừa qua đạt trên 100 triệu đô la Mỹ. Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội làm việc và giao dịch với khoảng 50.000 thương nhân Trung Quốc, các nước ASEAN và quốc tế. Tại hội chợ năm 2015, toàn bộ hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam được trưng bày trong khu nhà triển lãm số 6, Hall 6, trên diện tích là 3.240 m² với 200 gian hàng tiêu chuẩn, chủ yếu thuộc các ngành hàng nông sản, thực phẩm chế biến, đầu tư du lịch, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm từ gỗ. Hầu như liên tục 12 đợt, 12 kỳ hội chợ diễn ra thì công ty BTX cũng không bỏ bất cứ đợt nào và luôn luôn giữ cái gian hàng, 6 cái gian hàng lớn ở trước cái mặt của cái gian hàng của đất nước Việt Nam. Thì đến với hội chợ ASEAN Trung Quốc hơn 12 lần thì hầu như năm nào qua cái hội chợ này thì cái người tiêu dùng Trung Quốc càng lúc biết đến cái sản phẩm BTX, hàng Việt Nam chất lượng cao, cũng là một cái thương hiệu quốc gia của đất nước Việt Nam. Năm nay thì quy mô của gian hàng mình là được tham gia gian hàng đặc biệt, cho nên thì có cái chuẩn bị nó kỹ càng hơn. Thì những cái sản phẩm có rất là nhiều dòng sản phẩm mới được trưng bày và chuẩn bị ra để cái chất lượng với cái mẫu mã cần phải cải thiện tốt hơn. Tại CA Expo 2015, Lào Cai trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia gian hàng Thành phố đẹp nhằm giới thiệu tiềm năng về kinh tế, du lịch, thương mại và đầu tư, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế cửa khẩu qua cửa ngõ Lào Cai với tỉnh Vân Nam và các tỉnh thành phố phía Tây Nam Trung Quốc, qua đó thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Trung Quốc. Chúng tôi cũng xác định được cái tham gia cái hội chợ này đóng một cái vai trò rất là quan trọng, không những là thể hiện giới thiệu được cái tiềm năng thế mạnh của địa phương mà cũng là thay mặt quốc gia giới thiệu được cái đặc trưng bản sắc của vùng Tây Bắc Việt Nam. Vai trò của Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng cũng như là cầu nối cửa ngõ của thị trường Tây Nam Trung Quốc qua Việt Nam đến với các nước ASEAN. Ngoài 5 khu trưng bày theo các chủ điểm như các hội chợ trước, tại CA Expo 2015, ban tổ chức lần đầu tiên đã bố trí một khu trưng bày theo chủ điểm hợp tác quốc tế về năng lực công nghiệp,
Song song với CSPO 2015 là 27 diễn đàn hội thảo chuyên đề về quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN trong nhiều lĩnh vực như là đầu tư, thương mại điện tử, điện lực, dược phẩm, du lịch, cùng với 81 chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư của các quốc gia và các doanh nghiệp tham dự CSPO. Theo số liệu thống kê năm 2014, Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN năm thứ tư liên tiếp. Có thể nói hội chợ triển lãm CSPO diễn ra thường niên thực sự là cơ hội giao thương lớn cho các doanh nghiệp của Việt Nam nói riêng và khu vực ASEAN với Trung Quốc nói chung. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy để ASEAN và Trung Quốc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với nền tảng hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong các hình mẫu hợp tác thành công giữa ASEAN và các đối tác chiến lược.